Xin chào các bạn. Tiếp tục video hôm nay, mình sẽ gia công và phay răng trục tải của bơm thủy lực. Đây là trục mẫu mình đã cấy nối lại. Mình đã thử hàn với que hàn Kobe LB5218 và kết quả đáng tiếc là nó đã bị gãy. Mình nghĩ là do que hàn và trục không cùng chất liệu. Khi hàn xong, mũi hàn bị giòn và một phần vì trục này nhỏ và tải nặng nên cấy nối lại kiểu này không sử dụng được. Trục bơm này mua hàng rẻ theo may vẫn sẽ có, nhưng có điều phải chờ đợi vì tìm mua rất lâu nên khách yêu cầu mình gia công một cây mới. Còn đây là trục mình đã gia công tiện sẵn. Các kích thước mình đều để dư khoảng 0.5mm so với kích thước của mẫu. Bây giờ mình sẽ tiến hành phay hai đoạn răng trên trục để nó có thể ăn khớp vào cánh bơm thủy lực. Mình sẽ cần gắn cụm chia độ tỷ lệ 40:1 vào máy phay. Điều chỉnh về độ nghiêng không độ. Kẹp trục cần phay lên. Và căn chỉnh độ đồng tâm của trục. Và siết chặt lại ụ lưu động định tâm. Về phần dao phay, mình đã hàn mũi hợp kim vào đế và mài ôm sát theo răng của trục mẫu. Răng này khá nhỏ, nếu tính theo hệ mm thì nó sẽ rơi vào bước khoảng 2.0mm. Còn về cách để can dao giữa tâm trục, mình thường chạm nhẹ vào phôi, sau đó di chuyển dao lên xuống để dao gọt đi điểm cao và điểm thấp. Rồi sau đó mình sẽ đặt đỉnh dao vào giữa điểm gọt là dao đã ngay giữa tâm trục. Cách này thường dùng với phôi còn dư đường kính. Sau khi gia công và xử lý nhiệt xong, mình sẽ tiện lại là hết vết. Còn có cách căn tâm khác dễ hơn là kẹp một trục tròn có tâm nhọn. Các bạn chỉ cần căn đỉnh dao vào tâm nhọn của trục đó là dao đã cùng tâm với mâm kẹp trên đầu chia. Và tất nhiên cùng tâm với đầu chia thì sẽ đồng tâm với trục. Ở đây số răng bậc trong là 40, vì vậy mình chỉ cần quay một vòng trên bất kỳ vòng lỗ nào, vì 40 chia 40 sẽ được 1. Tiếp theo là bậc ngoài cùng, có số răng là 30. Mình chia được làm một vòng,
số lỗ quay thêm là 20 lỗ, trên vòng đĩa 60 lỗ. Sau khi gia công phay rang xong, mình sẽ đem đi nhà máy xử lý nhiệt để họ tạo độ cứng cho trục. Đây là trục mình đã xử lý nhiệt về. Thường thì xử lý nhiệt, những đồ có hình dạng như trục hoặc là bích mỏng sẽ dễ bị cong, nên phải ép thẳng lại. Vì mình yêu cầu độ cứng vừa phải, dẻo dai, có thể đàn hồi, chứ không phải cứng quá, dễ bị giòn, nên về vẫn có thể ép được mà không lo bị gãy trong quá trình ép. Sau khi ép thẳng trục thì mình sẽ tiện chuẩn lại các kích thước của... Ok, như vậy là mình đã gia công xong trục tải của bơm thủy lực này. Do bị ép lực về thời gian nên video và trục bơm này mình cảm thấy chưa hài lòng lắm. Như người ta có câu, dục tốc thì bất đẹt. Mà làm nghề này mà gấp gáp quá thì dễ bị hỏng đồ. Mong mọi người thông cảm cho mình. Video này mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu mà các bạn có thắc mắc hoặc góp ý gì thì hãy bình luận ở phía dưới. Còn các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, và những bạn mới hãy cho mình một đăng ký. Cảm ơn các bạn. Bye bye.